Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây nhiệm thế Ngài là nguồn sự sống ban cho nhân loại để diệu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng. Chúa về trời nhưng vẫn còn là đây lời của Ngài lời đưa con tôi quê hương trời cao bằng tình yêu bên hy sinh phụng vụ dựng xây thế giới hòa bình hôm nay. Chúa về trời là niềm hy vọng dù sống đời sau cho con dư vâng vinh quang ngàn đời bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mở từ đời thế trần từ nơi tâm hồn của mọi người bằng lòng nhận tình yêu và sống tình yêu. Chúa về trời là bắt đầu từ nay cuộc sống này bừng lên ánh sáng trong ngưỡng thành thần diệu ta vững bước đi qua đêm trường qua những nguy nan vực sâu thế gian. Chúa về trời nhưng vẫn hiện diện qua từng con người và từng viên cô trong giáo hội Ngài để ban ơn thánh giúp ta nhiên tâm trở nên nhân chứng tình Ngài yêu thương. Chúa về trời là niềm hy vọng sự sống đời sau cho con dư vâng vinh quang ngàn đời bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mở từ nơi thế trần từ nơi tâm hồn của mọi người bằng đón nhận tình yêu và sống tình yêu. Về trời mơ ước của đời con đường theo Ngài mời gọi con hãy biết sống cho người tình thương chan chứa con đi xây đời cuộc sống đẹp ngời từ nơi thế gian. Chúa về trời sự sống của đời sau đường khơi màu rồi con vững bước qua bao đổi thay vượt qua gian khó dâng thân từng ngày để niềm vinh quang tràn đầy mai sau. Chúa về trời là niềm hy vọng sự sống đời sau cho con dư vâng vinh quang ngàn đời bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mở từ nơi thế trần từ nơi tâm hồn của mọi người bằng lòng nhận tình yêu và sống tình yêu.
ru. Chúa về trời là tiếng đàn rồng mơ từ nơi tế trần, từ nơi tâm hồn của mọi người bằng đón nhận tình yêu và sống tình yêu, bằng đón nhận tình yêu và sống.